Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Thì hôm nay Đồng Hải có thể là sẽ nghỉ đào đất một buổi vì cháu Sính phát hiện là ở cái khu vực này có rất nhiều cái tổ kiến ngạt đây này. Đây trên cây có mấy tổ này, hai cây găng này thấp này, rồi ở khu vực dưới này nói chung nó có, quanh khu vực này nó phải có nó đến 6-7 tổ rồi đấy. Mà kiến này thì đúng là nghề của Đồng Hải rồi. Nên Đồng Hải sẽ quyết định đi gõ, chủ yếu là không biết giờ nó còn trứng hay không thôi, bởi vì tương đối muộn rồi, thì sợ nó ra ràng mất rồi ấy, thì nó phí công. Giờ thì Đồng Hải bắt đầu tiến hành khai thác trứng kiến. Bây giờ thì mình sẽ chặt cái cây này thử thế nào, thử một tổ xem nó còn có trứng không, nếu mà không còn nữa thì thôi. Cái này nó đốt rất nguy hiểm, tương đối đau. Nếu là không biết nó thì rất là vất vả nó. Còn ớt còn trứng cũng nhiều. Để mình có đông dưới này thì mình gõ.
Ở thì ở chung quanh mình vẫn thấy còn rất nhiều tổ. Đây, ngay cây này một tổ này. Trên cây này cũng còn tổ tương đối to. Nhưng mà cái này phải lấy xào mới móc được. Còn phía bên này là cũng có mấy tổ. Lấy được hết chỗ này thì chắc là cũng tương đối nhiều đấy. Phải có cân, 2 cân chứng kiến đấy. Bây giờ thì mình tiếp tục chặt một tổ nữa. Đây là gì bên đấy đấy? Đang là gì đấy? Có gì? Ong á? Ong đất á? Có tổ đấy không? Nhưng mà tìm thấy chưa? Chưa thấy đâu cái gì? Đàn dê đấy, quay ngược lên kia rồi kìa. Đàn dê đấy, quay ngược lên trên. Liệu nó có lên nương ngô của họ không? Cây này khô rồi, không biết có ăn thua gì không? Khăn, lấy khăn lau ấy cái là sạch ngay mà. Rũ rũ thứ này. Quả ấy, quả dài dài không biết có ăn thua. Chúng nó nở vẫn nhiều quá rồi. Này nó nở là quân nó trắng rồi. Cánh nó trắng rồi. Như kiểu con mối ấy. Gõ trước độ nửa tháng thì tốt. Mà mình đi tìm dê qua đây thì không để ý nhỉ. À, đi tìm bò ấy. Chỗ nào nó có là nó có nhiều. Chú khăn là nhá. Cháu đi xe nó còn câu xuống nữa. Để xong mày về lấy cái liềm nhá. Về nhà lấy liềm xuống lắm. Ừ. Làm con dao không được. Dao không chặt được móc được cái kia. Không, phang gốc luôn mà. Phang được. Phang gốc luôn, cháu bụi sâu đấy, cháu xuống, bụi chặt. Ừ. Ôi, tổ này không có trứng. Tổ cái cây khô, cái nhiều quân nó không có trứng. Nở ra nhiều quá rồi, nở mất gần hết rồi. Chứ nếu không thì tổ này được nhiều trứng lắm. Này còn rất là ít.
Các bạn ạ, nếu mà cái này ấy, mà có bông chít ấy, làm thì rất là nhanh. Nhưng mà mùa này là hết cây chít rồi. Năm nay thì ở đây chít họ đã phá hết, mấy cả họ cũng thu hoạch coi như là gần như là không còn nữa. Chứ còn nếu mà chỉ cần có một nắm bông chít thôi thì làm cái kiến này một lúc là sạch bóng. Cái này mình đành làm qua xong đem về nhà mình sẽ dùng cái khăn ướt để mình sẽ lau được hết những cái con kiến và những cái mạt của nó đi. Rất nhiều trứng mọi người ạ, quần rất là đông, không có cái chít, có chít phải sạch bóng. Làm qua qua này á, tí nữa về nhà mình làm cũng sạch bóng ngay. Sắp tối nơi rồi, cố gắng gõ ngay một hai tổ nữa thôi. Cân trứng là được rồi. Cân trứng là có 400.000 đấy. Đập này là sạch hết một kiến bám đi cho nó khỏi đấy. Bây giờ cái kiến này thì mình mở ra để cho nó bò bớt đi. Nở hết rồi, không có tí. Đó, thổi cây nứa đẹp thế mà lại nở hết rồi. Tiếc quá. Xong rồi tổ cây nứa nhiều trứng lắm. Ăn trứng nở hết rồi. Nở hết. Gần hết rồi con đây. Tiếc thế. Ít trứng lắm.
Ơi. Lấy hết nào được, cái tổ trên cao lấy nào được. Ừ, đi lên lấy nốt phần dưới này thôi. Đâu? Cao không? Mày xuống lấy dao lên chặt đi, đây này. Mày xuống lấy dao chặt đi. Tao gõ cái này cái. Không tối mới được. Cái gì? Dê về thì vợ mày nó sắp biết nhốt. Giờ thì mình đã rút về đã, chỉ như trên kia còn một tổ nữa thì có thể dễ thì lấy, không dễ thì thôi. Thì hôm nay mình gõ tạm thế thôi, gõ thử xem. Nói chung nếu mà mình gõ sớm quãng độ nửa tháng ấy, trước ấy, thì chắc chắn được rất nhiều, nhưng mà bây giờ nó nở ra nhiều quá rồi.
Nó cũng còn được khoảng 1/3 trứng thôi. Đoạn đây mai mình đi qua cứ đốt mình sao? Đốt mình thì mình đốt nó. Mai còn gì có con nào ở đây nữa. Làm thế là nó có bán một cái than gì à? Này nó có cái bông chít ấy. Dễ lắm. Có đây. Có. Cái chuột quết ong ấy à? À ừ, đúng rồi, đi ra mượn cái. Nó đến có ngay này. Cắn rồi đấy. Cái này bé không bé đâu.
Thế thôi, được rồi.